này là cái gì vậy anh? Để tăng cường sinh lực đó em. Ủa, đây là gì mà tăng cường sinh lực vậy? Để nói chuyện đồ này nọ cho vui đó em. Ngày hôm nay nói chuyện với giúp youtuber đồ, streamer đồ. Đó, hôm nay tụi mình là team streamer nè anh. Streamer hả? Không, bây giờ anh bỏ nghề streamer rồi. Ủa sao anh bỏ rồi? Anh làm lại em. Cái gì vậy? Trời ơi, bên nghe em mà. Không hề, bên em là có người cho bên report Phúc Anh đúng không? Thì chậm 30 ngày hoài. Không có anh. Là anh nghe đồn đấy, con Bích Thi nó nói hả anh Lâm livestream nhiều quá rồi nó hại Lâm. Em đâu có dám hại anh. Em không hại sao mà nó cứ bị chặn 30 ngày hoài. Đó là tại anh chứ. Anh hãy nghĩ là đi anh gây thù trước ấy nha, bây giờ bị chặn 30 ngày. Anh bữa anh vô anh comment em á Thi trả 200 ngàn thế không? Nhưng mà em đã lời đào anh kêu em nợ. Thì đó anh ghẹo em ai về tao nói phải. Mọi người tưởng em nợ thì kia. Ờ đó qua chặn Facebook anh luôn rồi. Nói vậy chứ không phải tại em. Ghét thiệt chứ. Không có đâu các bạn, ký nhận tiền đó. Không có đâu các bạn, cái này là mình ký, cái này là người khác nhận tiền chứ. Quá khó nhận tiền mày. Ủa quên rồi hả? Ủa quên nhận tiền hả? Trời ơi, hôm nay thì cho là tụi mình đang rất là căng thẳng. Thế nên là thì cả trước khi đến đây á, mình được mang theo quyển Atlas rồi để đề phòng. Ủa quyển Atlas đâu? Mày kêu mà mang quyển Atlas để rồi tao dạy mày xem mà. Mình tao định mang nhưng mà tao không có biết đọc. Thì không, tao kêu mày mang đến đây rồi tao chỉ mày, mày nói gì vậy? Nó to lắm. Nó to lắm thế nên là hả, thì ra là đến đây là cũng chỉ lo là chương trình sẽ hỏi những cái câu mấy cô địa lý này. Đúng rồi. Vật lý hóa học. Ê vật lý tao giỏi nha. Vật lý tao giỏi nha. Nhỏ chắc không? Chắc. Chỉ có mình sợ địa lý thôi các bạn. Thì ra là hồi xưa á. Hồi xưa người yêu cũng giỏi địa lý hả? Mày nói sai rồi. Hồi xưa sao mình quy ra được người yêu cũ vậy? Hồi xưa là mình bị bắt quay bài môn lý các bạn, môn địa lý các bạn ạ. Thế nên là nó bị hình thành một cái nhớp trong tim rồi, nên bây giờ cứ nhắc tới địa lý là mình rét lắm. Nhưng mà không sao, Linh không ở đây sao? Rất là giỏi địa lý. Linh ở đây là tao không biết gì luôn. Người ta gọi là gì đó? Trên thông trên thông cái gì? Thiên văn dưới đường địa lý. Đấy, được rồi đấy. Thế nên là ngày hôm nay Linh sẽ gánh tim các bạn ạ. Mình hôm nay là chỉ đi đến là để thấy được một cái sự thông minh quỷ. À, biết anh này chưa? Biết chưa? Quen chưa? Bây giờ mình làm quen được không ạ? Em tên là Linh. Em cảm thấy mình là người thừa ở đây. Không, em nhớ. Em còn xem chương trình nhiều. Anh kia chớp. Biết rồi, em là Linh hả? Dạ. Linh gì? Ngọc Linh ạ. Ngọc Linh hả? Em làm cái gì? Em làm trợ lý cho Mít Thi. Ủa gì vậy? Ủa phải anh? Xạo. Đúng rồi, xạo. Không, em trợ lý cho Mít Thi thôi. Mày xạo quý ông thì chết là tí nữa là mày tu một phát là chết mày luôn á. Không, nói thiệt cái làm gì nè. Em nói thật nè. Em bán hàng trên mạng. Bán hàng trên mạng? Dạ. Nó xạo nữa là anh. Tí anh cho mấy tục phát. Em nói đi, nó xạo quá. Để em nói cho anh nghe, bạn này đây là một trong những nữ streamer giàu có nhất Việt Nam. Có vị. Đôi giày nó nè. Đôi giày này nó được ba cái đá của ông gì mà nói đúng không? Em mua. Mình thì mình không có hiểu được nhưng mà ý là người ta nhìn nó khi lấp lánh rồi biết rồi. Tôi giày này em mua. Thôi bây giờ nghiêm túc nè, em biết anh là ai rồi, giờ em giới thiệu em là ai đi. Em là Ngọc Linh. Ngọc Linh. Nghiêm túc quá nhưng mà nghiêm túc. Cái vế sao vậy? Streamer là gì? Nói dễ gì? Dễ gì? Streamer dễ gì? Biết rồi, dễ gì? Em hay lên trên mạng. Ví dụ như giống như Mít Thi là hay chửi người ta. Ôi anh ơi. Mít Thi hay chửi người ta. Anh Dương Lâm hay bán hàng online. Ôi còn em gì? Còn tam tay anh không có nói gì. Anh Dương Lâm ảnh nói. Ảnh bán hàng online là anh biết rồi. Bây giờ quay được vấn đề em là em làm cái gì nè? Em là chim dễ gì nè? Bây giờ anh lên mạng em search Linh. Em chơi game. Linh Ngọc Đàm hả? Đúng rồi. Tôi nghe quen thôi. Anh nghe là Linh Ngọc Đàm. Chưa cái này tai tiếng như lắm nè. Tai tiếng không, bây giờ phải search luôn. Hộp Gucci, Chrome hết. Anh thấy chưa? Cái này là em làm kiếm thêm thu nhập thôi. Rồi kiếm thêm thu nhập mà bóc hộp cái này luôn rồi anh biết cái này. Đó đúng không? Bữa nào anh gói anh vô hộp thì quay bóc anh giùm nha. Trời ơi, em cứ chết như là. Bình thường ví dụ như người ta muốn em bóc cái gì á, người ta hay cho em tiền cắt xin. Bây giờ em bóc anh đi, anh cho em luôn. Anh cho anh xem luôn. Anh cho lên, em lên đỉnh nha. Anh sẽ cho em lên đỉnh luôn. Thôi, em muốn lên đỉnh 10 đó, em muốn lên đỉnh số 10 cơ. Em muốn lên đỉnh đúng không? Số 10 không quan trọng, cho em lên đỉnh luôn. Anh sẽ giúp em lên đỉnh. Thôi, lên đỉnh số 10 được rồi, lên đỉnh cao quá, em sợ không cao. Em không muốn lên đỉnh hả? Ủa, còn em là gì? Hay reaction hả? Biết. Ủa mẹ ơi, bà quay bao nhiêu chương trình với tôi rồi? Đúng rồi, vậy sao anh hỏi em? Bà làm reaction đúng không? Dạ đúng rồi. Không phải, nói gì để nhờ giả thôi chứ gì hết trơn á. Không, bây giờ khi nào mà anh cho Linh lên đỉnh thì em sẽ reaction video đó. Video gì? Anh cho Linh lên đỉnh. Anh cho Linh lên đỉnh hả? Trong chương trình này hay là trong sao? Trong chương trình này chứ. Trong chương trình này đúng không? Chứ anh đó, anh chọn anh. Một hồi anh, nè giữ lời hứa nha, một hồi anh sẽ cho Linh lên số 10. Giữ đúng lời hứa. Có máy quay ở đây.
quéo dài cái. Rồi rồi, anh cho em lên số 10. Cho em lên số 10. Nhưng mà cũng phải là do em chứ sao một mình anh. Ví dụ anh cho được, cái quyền quyết định ở anh luôn. Cho anh, anh là quý ông không chết mà. Quý ông thì chết. Rồi được chưa, bây giờ reaction cái clip của anh. Đúng rồi. Anh có ra một cái MV. Sao nó nói vậy rồi. Thì anh ra một cái MV. Tất cả tránh ra. Bây giờ em biết anh quý ông, anh trong này nhìn anh quý ông quá vậy. Đó, bây giờ anh dạ là phải coi MV của anh đi. Dạ rồi, ok. Đó. Anh mới em reaction bây giờ luôn hả? Không có. Reaction về nhà phải suy nghĩ đúng okay, không? Okay, okay. Chửi bới đồ vô đúng không? Ủa anh, em chưa thấy ai kêu reaction mà phải chửi bới như thế. Dạ khen, vậy khen hả? Tại vì anh thấy khen người ta không bình có thích. Ừ. Nhưng mà anh thích, thấy, anh thích coi là em đang chơi game cái em chửi nè. Ê con nè. Ê ê. Bip bip bip. Ờ cái thằng đó nè. Ê ê cái xong anh nghe gì? Nhưng nghe là các con quẻ đây nè. Cái gì chị giống như giọng của chị Bích Thi thế. Ôi, thích cái. Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Rồi. Nhưng mà em chửi em sợ anh lớn cảm thấy buồn sao? Không có buồn đâu, anh tìm tới nhà em luôn. Thôi thử đi, ví dụ nha. Mới vô nè, mới vô nè. Trời ơi, anh nói chưa gì em đã thấy. Rồi bao lại đúng không? Ờ, đúng rồi, sao bao lại chứ. Nhưng mà thôi anh phải để em ở nhà nó mới tự nhiên cho đây, tự nhiên lao. Để cho ha, một lời hứa nha. Dạ rồi, ok, một lời hứa. Rồi ok, vậy là nãy giờ là thành công rồi đó. Thật ra là nãy giờ thành công rồi, mọi người. Mấy đứa nhỏ bên kia nó nhồi lên quá. Nó nhồi quá, còn Bích Thi, từ ngày Bích Thi lên em không biết bây giờ được chuyện của Bích Thi sao đây. Cậu, chương trình bữa nay ghé nguyên một cái nhóm bên kia là streamer. Hoàn toàn là người live stream thôi. Nó streamer không? Dễ mà, muốn con của nó không làm cũng dễ mà. Sao anh? Mình mướn một thằng yêu nó, xong làm cho nó đau khổ, anh bỏ nghe. Yêu nó. Xong làm cho nó đau khổ, nó không đi làm nữa. Đúng rồi. Nó vật vả không à. Anh nên lại nói gì em nữa rồi. Em bây giờ làm sao để mà hot live mà hot nhanh thì chị em. Không, em không hot thiệt. Thật sự rất hot. Không có. Em đâu có bằng anh hồi trước. Em đâu có bằng anh hồi trước. Hồi trước, anh nghe chưa? Không phải. Đau quá trời rồi Lâm ơi. Tại vì bây giờ anh hồi trước. Bây giờ anh hết thời rồi kìa. Con bé nó nói vậy đó. Thôi rất là dùng giới thiệu quá khứ. Không có anh làm. Dạ mà comeback là bây giờ sau chương trình này là anh lại hết lại. Comeback. Đúng rồi, anh comeback một phát là dân tình là đang chờ anh làm comeback. Hết lại. Đúng rồi. Anh mỏ dính gì vậy? Ủa sao mà có hỏi nha. Dạ em xã khuyên. Đây là cái phong ấn. Không, chịu nổi. Dạ. Sao chịu nổi? Dạ nó chịu nổi chứ. Tại vì mình nhiều lúc em hay nói những cái câu mà nó bậy bạ quá nên phải cái này nhắc nhở. Kim lại. Dạ đúng rồi, kim. Bò neo mỏ neo đổ vậy. Dạ không. Mỏ nha. Dạ không, đấy là nó nhẹ hơn xíu thôi nhưng mà nó cũng heo hao vậy. Cái ban nghiệp tụ hả? Dạ không. Quên mất đem. Anh đóng phim mà có dai mà đem tay làm dán hết thằng bông. Ủa sao vậy? Sợ đau là không thích. Sợ dao kéo. Sợ dao kéo. Cái đi có anh trai cho cái gì? Thì chưa, anh chưa. Tháo mà kìa. Dạ. Tháo mà nhìn kỹ em gắn cho em. Chương trình cười lắm anh. Ủa chương trình được đeo vậy mọi người? Đưa em ơi. Ai vẫn được đeo hả? Phong cách của em mà. Không, em tháo ra là chương trình đâu ra mặt đeo đâu. Ngoan hiền quá hả? Mẹ cái chương trình mặt ngoài này lắm. Dạ. Mẹ cái chương trình mặt ngoài này. Đúng rồi. Thôi chị á. Đó, tới giờ chấn thương chỉnh hình luôn đó. Tôi thấy dài dài là đớp rồi. Dễ luôn. Bây giờ anh đủ, anh có bị full bạn không vậy? Bây giờ xóa là khó nha, bây giờ xóa là giống như là nó người không quen á. Nó Facebook nó sẽ chặn nó không cho add lại luôn á. Từ từ đi, từ từ add lại. Sao em với anh tới nhau cực quá vậy? Cho anh nói làm sao cho thật. Đây là nhanh như chớp chứ không phải là nhanh như vợ. Phận của mình. Ủa em nói anh nghe. Mình là cái thằng bé gặt cái cây đồ lên. Anh lên ơi nè, anh nè. Ừ. Tại sao lên đây anh chương trình anh dập em? Lâu lâu em ngồi lên chút xíu anh đạp em xuống như vậy. Bởi vì chắc lên nữa. Để đời dập nó đi. Xin chào mọi người, chúng em là đội Việt Đội Livestream. Không có tập luyện gì hết. Rồi, 2, 3. Chúng em là đội Biệt đội streamer. Đi về đây anh ơi. Biệt đội streamer.